Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Trúc Vision. Đây là bản tin buổi sáng ngày 16 tháng 10 thứ hai đầu tuần. Chúc tất cả quý vị và các bạn sức khỏe và an nhiên tự tại trong cả tuần. Bây giờ chúng ta vào ngay mặt trận các bạn nhé. Hiện nay như chúng ta biết là tại khu vực Adipka này thì nhiều bạn cũng là comment nói là lúc ăn lúc thua, lúc chạy lúc rút, lúc tiến lúc lùi. Nhưng mà cái này nó có ý hết rồi nha các bạn nhé, chứ không phải là nó là đánh kém mà lùi mà chạy đâu, không phải đâu. Bây giờ chúng ta điểm qua một lượt cái mặt trận các bạn nhé. Thứ nhất là Kupiansk là có động này, là cái chỗ này là cái chỗ Makitka đây là có động này, rồi cái chỗ mà Spinona, chỗ Severnaya là cũng có động này, Bakhmut có động này, rồi cái khu vực này là chủ yếu là khu vực Adipka, Krasnogorovka, Perovskaya có hết, cái chỗ này là Novomikhailovska, cái chỗ này là cái chỗ mỏm Vremika, chỗ là Robotina, Verbove, rồi đến các cái khu vực sông, đặc biệt là cái khu vực Kherson này là các bạn biết là nó có rất là nhiều cái vấn đề hôm nay. Hiện nay theo quan điểm của Putin ấy, có một người ta mới phỏng vấn, không biết là nó phỏng vấn này thì nó cũng là người Nga phỏng vấn các cái hãng thông tấn của Nga phỏng vấn Putin thôi, xem ý tứ là coi như sắp tới là đánh đấm như thế nào. Nhưng mà tất nhiên là ông này ông nói mang tính vĩ mô chứ cũng không có nói cụ thể là trận địa nọ mặt kiện trận kia hoặc là sẽ đánh tới hay đánh lui, tại vì cái việc này là việc của Bộ Quốc phòng chứ không phải là việc của ông. Thì trước hết là có thể nói là tại Kiev bây giờ đã có một cái cuộc tổng động viên, trước đây nó gọi là huy động thôi các bạn nhé, huy động tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C, nhưng mà đây là tổng động viên mà có lẽ là tổng động viên cuối cùng. Đấy là cái thứ nhất, thể hiện cái sự là người ta đang thiếu quân. Cái tổng động viên cái thứ hai nữa là có thể nói là cái đây là cái đòn quyết định cuối cùng. Đấy, là coi như là một là thắng, hai là thua luôn. Và cái thứ ba là chủ yếu là để hù dọa bên kia, đối phương là bên Nga, để cho biết là coi như là sẽ có một lực lượng hùng hậu sắp tới. Nhưng mà thực tế là nó sẽ không có cái gì cả các bạn nha. Đấy, bởi vì sao? Cái thứ nhất đấy là không có người để mà huy động đến cái mức như vậy. Tức là người ta nói tổng động viên 500 đến 1 triệu, chứ bây giờ họ tới nói 10 triệu cũng được, tại vì cái dân số ở đây bây giờ nó chỉ còn mười mấy 20 triệu thôi. Đấy, mà cả người già, phụ nữ và trẻ em. Đấy, chứ đâu phải là những người mà coi như là sẵn sàng ra mặt trận đâu. Cho nên người ta nói là nói cho nó vui. Đấy, nó, ở trong miền Nam hay có cái dùng từ là vui. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tiền đâu mà trả. Đấy, bây giờ có mấy trăm nghìn quân, 100-200 nghìn đây, còn có mấy chục nghìn quân ở ngoài mặt trận đây là không có tiền trả rồi. Thế bây giờ mà chơi 1 triệu quân nữa thì coi như nói ra là người ta biết là cái trình độ của cái chính trị gia của Kiev đó là như thế nào các bạn nhé. Tất nhiên cũng có thể là hù là dọa là nọ là kia, gọi là nghi binh đòn gió, nhưng mà đây thì nói ra người ta biết rồi, người ta đọc lệnh rồi. Việt Nam mình hay có cái từ là đi quốc trong bụng các bạn. Hiện nay ấy, thì bên Ukraine nếu nói lực lượng mạnh nhất đó là các lực lượng thủy quân lục chiến. Bây giờ nó còn 4 cái lữ đoàn, đó là 35, 36, 37, 38. Thì trước đây chúng ta biết là họ tập trung tại cái khu vực Adipka, sau đó là tập trung lên khu vực Bakhmut, rồi sau đó họ đưa về cái chỗ mỏm Vremika, và một cái lữ đoàn thì về cái chỗ Robotina. Nhưng mà hiện nay thì tất cả 4 cái lữ đoàn đấy là đều về Nikolaev rồi, các bạn nhá. Đây, trên cái khu vực này. Hiện nay tất cả đều tập trung, không phải tập trung trong cái thủ đô, gọi là cái thủ phủ của Mykolaiv đâu, mà nó tập trung ở các cái tỉnh, các cái huyện xã, thị trấn ở xung quanh đây. Thế là như vậy, thế nó có nghĩa là gì? Thứ nhất ấy, là đây là cái lực lượng dự trữ cuối cùng, có thể nói là tinh nhuệ cuối cùng họ đưa về cái khu vực Kherson. Như vậy là khu vực Kherson trong cái tháng 11, cuối tháng 10, nói chung trong tháng 11 thôi, chứ còn không còn thời gian nào hơn nữa đâu. Tại vì là bên cái hồi ông Blinken là ông nói rồi, cho nên đến tháng 11 là hết mà, cho nên là chắc là đòn tổng lực ở khu vực này. Chính vì thế cho nên là hiện nay các cái khu vực đánh chỗ Robotina hay là cái chỗ mà Adipka thì đều là đòn gió hết các bạn. Đấy, coi cũng như là nhấp nhả đấy thôi, chứ còn để mà coi như là kéo giãn cái lực lượng của Nga ra khắp tất cả các chiến tuyến, đồng thời là coi như là có thể tiêu hao được cái gì thì tiêu hao. Nhưng mà thực tế ra thì tình hình nó khác rồi các bạn nha. Nga cũng chả dạy gì đi tập trung hết vào Bakhmut hay là tập trung vào Adipka hoặc là Kupiansk hoặc là mỏm Vremika. Thì thực tế là không có dạy gì mà sa đà vào đấy. Bởi vì bây giờ Nga là giành quyền chủ động từ coi như từ hồi đầu năm đến giờ, từ cái hồi mà lấy Bakhmut đến giờ luôn, đặc biệt là từ hồi tháng 5. Thì chúng ta biết là bên kia thì chỉ có coi là phòng ngự thôi,
Đấy. Rồi bắt đầu họ phản công, thì phản công thì bị bẻ gãy rồi, coi như là gần 100.000 quân là coi như là từ ngày phản công đến giờ. Mà phản công thì chúng ta biết rồi là phản công thất bại hoàn toàn. Đấy, chứ đâu có phải phản công mà ăn đâu. Đấy, thì bây giờ bắt đầu là đến lượt Nga phản công. À, bắt đầu Nga tấn công, thì Nga tấn công thì thực tế là chúng ta thấy là chỗ ban đầu là Kupian, thế tiếp theo là chỗ Robotina, sau tiếp theo là chỗ Bakhmut và bây giờ là Adipka. Đấy, thì cái Adipka này thì mấy ngày nay nó vẫn nhì nhảnh như thế này. Thì bây giờ chúng ta vào cái chỗ Adipka này. Thì Adipka hiện nay á là Nga vẫn đang chưa lấy lại được những cái mà đã lấy cách đây một tuần. Thì cái của chỗ khu vực bãi rác mà chỗ nhà máy hóa chất ở cái trên này ấy, thì thực tế là coi như là Nga vẫn đang nhấp nhả ở đây, cũng vẫn đang được lấy được cái phía đông bắc thôi, còn phía tây nam là của bên Ukraine. Còn cái khu vực Berdychi cũng như Steprova này thì cũng chưa làm ăn gì được, vẫn là như vậy. Tức là hiện nay cái đường sắt này á, là hôm qua lại lấy được hai bên rồi, nhưng mà hôm nay thì Nga thủ bên bên phải thôi. Và cái đường sắt này nói chung là đi qua đây thì không đi được đâu, thực tế là như vậy. Còn cái phía dưới này chỗ Sverdlovsk thì đã đến Sverdlovsk rồi, còn Tonenka thì thực tế cũng chưa lên được. Còn tất cả khu vực này nói chung là vẫn án binh bất động thôi, cũng chưa có một cái gì thay đổi tại Adipka, không có thay đổi lớn. Hiện nay thì chúng ta biết là Nga hôm trước là mang tới đây là 50 cái xe tăng và xe bọc thép, thì hiện nay là coi như mất 1/7, không phải 1/7 mà mất 7 chiếc rồi, mấy 7749, tức là đã mất bao nhiêu phần trăm đấy, tức là 13 hay là 15% tầm đấy, 14% số lượng xe tăng, như thế là nhiều. Nhưng mà người ta nói rằng là hiện nay có một số cái xe tăng là xe tăng giả. Đấy, bởi vì khi mà biết là các cái xe tăng tập trung về đây nhiều thì tất nhiên là Ukraine người ta sẽ dùng UAV, người ta chính xác họ thấy là họ bắn. Thì hiện nay là 7 cái xe đấy là xe thật hay xe giả thì không biết. Chứ còn nếu mà xe mà đang chạy á mà bị bắn xuống đứng xuống khói lên đấy thì có thể là đúng, chứ còn nếu mà xe mà đang trốn ở trong bụi trong hoặc là đứng nấp nấp ở đâu đó mà bị bắn thì chưa chắc là đúng các bạn nha. Cho nên chúng ta cái này nó tin giả rất là nhiều, với lại đây là các cái gọi nó gọi là các cái bẫy đấy, cho nên là nhiều khi nó chưa chắc là phải là đúng đâu. Cho nên chúng ta cũng không có, chưa nhiều bạn là đổ thừa cho Nga là coi như chạy tụt quần hay là đánh kém hoặc là chỉ huy thay đổi rồi nó kia, nó không có đúng. Tôi nói là cái này là Nga đang làm chủ hoàn toàn mặt trận rồi, chứ không phải là bên Ukraine. Các cái anh Mỹ là bây giờ cũng là cũng bó tay rồi, coi như là từ cái kế hoạch trên giấy tờ cho đến đánh nhau trên thực tế là coi như đều là sai be bét hết, mà thua thảm hại. Cho nên là chúng ta là đừng có suy luận. Thì hôm qua thì tại khu vực này là 410 binh sĩ hy sinh của bên Ukraine đã bị tiêu diệt. Trong đó khi đó là trước đây là chúng ta thấy là hôm nào cao nhất khoảng 300 thôi, hoặc là 185 thôi. Nhưng mà hôm nay là lên tới 410. Như vậy ấy là không biết là có đánh được cái xe tăng thật nào không, nhưng mà riêng cái binh sĩ mà thiệt hại như thế là rất lớn. Nếu một ngày mà mất 400 mấy tại một khu vực này thì nó là rất lớn. Thế là như vậy là tiêu hao, nó là gọi là tiêu hao sinh lực địch đây, nó là đây đấy. Tức là rõ ràng là Nga đã chọn cái lối đánh kinh điển là lúc là tiến lúc thoái, là có chủ đích. Anh tiến cũng có chủ đích mà anh lui cũng có chủ đích, và có mức độ nào đó chứ không phải là lui sạch đấy, hoặc là lui đi là mức độ bao nhiêu mà theo một cái thời gian nào đó để làm cho đối phương của kiểu như là dương tự đắc ấy, tức là thấy thắng rồi là thừa thắng xông lên ấy, là đấy là chết đấy, nó là như vậy. Chứ đánh tiêu hao mà bây giờ làm sao, nó càng ngày nó càng hết người, càng ngày nó càng hết cái gọi là trang thiết bị thì là có như là thắng thôi, chứ có gì đâu, chỉ cần như là mình phải dương ra mình bắn nó được một, thì nó bắn mình một thì đâu phải là như thế là tốt đâu. Đấy, cho nên cái cách đánh của Nga hiện nay chúng ta khoan hãy phê bình. Đấy, cho dù có thể là trong một cái điểm nào đó, một cái lúc nào đó, ở nơi nào đó có thể nó có những cái sự rút lui, có những cái sự tổn thất, nhưng mà đấy là coi như thuộc tính của chiến tranh. Chứ anh không thể mà coi như anh đánh và anh không có mất người nào, anh không có bị thua cái gì thì không được, cái đấy khó. Cái chỗ khu vực Bakhmut này thì hiện nay Nga đã tấn công, coi như đưa lui ra cái khỏi cái đường sắt rồi. Chúng ta thấy đây, cái đường sắt bên ngang đây thì chúng ta thấy là đã lui rất là xa. Đấy, cho nên hiện nay thì cứ gọi là họ, nó gọi là dùng cái từ tức là nó cái chỗ trống không đấy. Đấy, tức là họ đang chiếm được một cái vị trí trống không chứ nó không có cái gì trong đó. Còn riêng cái khu vực Chasovia này hôm qua bị đánh nhiều này. Cái Chasovia là hôm qua là Nga đánh vào đây là coi như là dội 4 lần bom,
các loại bom Pháp năm 500 hay 1500 hay là vào khu vực này, cũng như tiêu hao tương đối khá, nhất là chỗ Bekirka. Bekirka đi vào đây và ra từ Trà Sốt ra đi qua Krumove rồi đi lên cái chỗ Bekirka bị rất nặng. Ngoài ra thì bên Ukraine người ta cũng có đang cái, tức là có những cái quan sát ở cái khu vực Rubova Vasilivka này, rất nhiều cái gọi là UAV và họ cũng đã tiêu diệt được một số xe tăng, một xe bọc thép của Nga ở khu vực này. Cái khu vực này tôi cũng biết thực địa ở đây nó như thế nào, nhưng mà hầu như ở đây đánh nhau là toàn bằng tăng ấy. Đấy, toàn bằng xe tăng ấy. Cái hồi đấy là một chiến sĩ của Nga mà còn chơi 4 cái xe tăng ở đây, các bạn nhớ. Đấy là cái chỗ khu vực này. Bài kích cản thế, còn chỗ Cha Sốt Gia thì hôm qua là bị rất là nhiều cái gọi là kho đạn là một này, kho hậu cần là hai này, hệ thống pháo là ba này, và nơi đồn trú quân là 4. Đấy, ít nhất là 4 lần là coi như bị bom dẫn đường là ném vào khu vực này. Đấy, tương đối khá cái lực lượng là bị tiêu diệt đấy các bạn nhé. Còn Ukraine thì dùng bom vào chỗ Dubovo Vasilivka và một có một cái kho hậu cần của Nga ở đây cũng bị. Rồi còn phía trên này thì cái chỗ này Spirane thì vẫn đánh thì cũng đánh nhẹ nhàng ở đây thôi, chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Còn chỗ Vesele và Belorovka này thì Nga cũng đang đánh ra lúc vào. Chỗ này có cái đường sắt đi lên Vyimka rồi đi thẳng lên Sivet này, thì cái chỗ này cũng tức là Nga chọn một cái lối đánh có chủ đích đấy, có thể tiến có chủ đích và lui có chủ đích, cho nên chúng ta cũng không thể biết được. Và bản thân là họ cũng muốn kéo ra căng mọi chiến tuyến, mà Nga nó cũng muốn kéo ra mọi chiến tuyến. Nhưng mà trong cái đó là trong cái hàm ý của Putin là ông có trả lời phỏng vấn là ông biết được hiện nay là cái mưu đồ nó sẽ đánh dưới Kherson. Đấy, tập trung dưới Kherson thì cứ giả vờ không biết đi cho nó khỏe. Cứ giống như là Nga đang tập trung ở cái chỗ Avdiivka, Nga đang tập trung chỗ Bakhmut, nhưng mà thực tế cái đầu thì đang để ở Kherson. Thế chúng ta cứ hiểu như vậy thì nó lành, cho nó lành. Còn cái chỗ Makiivka này thì hiện nay Nga cũng đang tấn công từ chỗ Poloshchenka ra. Đấy, cũng đang chiến đấu trên này. Còn cái chỗ mà khu vực này Kislovka thì cũng như vậy, cũng là cố đánh ra cái chỗ ngoài này, nhưng mà cũng theo cái dạng là nhấp nhả thôi, chứ không phải là quyết thắng, quyết chiếm, không có chiếm. Kuletorovka này, còn trên Kupia này cũng vậy, thì cái Sinkovka là bây giờ chúng ta thấy là nó lại là bên Ukraine kiểm soát rồi. Đấy, chứ không phải là Nga nữa. Đấy, cái khu vực này chỗ Kalinova bên kia sông hôm trước chúng ta đã thảo luận rồi, nói chung là cũng không có vấn đề gì. Còn cái chỗ mà Mikhailovka dưới này thì như hôm qua chúng ta đã phân tích là Nga đã bỏ lỡ một cái cơ hội để chiếm cái Novo Mikhailovka này, hiện nay họ lại tiếp tục họ đang đồn trú tại khu vực này. Tại vì cái hồi đó nếu mà Nga mà rà phá bom mìn mà kịp ấy, thì đã tiếp quản lúc đấy là gần như nó đã không có lực lượng đây. Hiện nay họ đã kéo về đây họ phòng thủ, cho nên là bây giờ đánh vào đây cũng rất là khó. Cho nên bây giờ chỉ đánh từ phía nam đánh lên thôi. Đấy, còn tại cái khu vực Stromazhenka này, Priutne thì Nga hiện nay vẫn đang thống trị. Ở đây là cái lữ đoàn 36 nó đóng ở đây. Chúng ta nhớ cái hồi mà đánh Donetsk này với lại Novomazhenka này, cái hồi đấy là cái lữ đoàn 38 thủy thủ chiến ấy. Thì bây giờ nó rút hết về Kherson rồi, cho nên ở đây là gần như là Nga làm chủ hết. Chỉ có riêng cái chỗ mà Robotyne này thì nó đang có một tí cái động đi thôi, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Tức là người ta cũng đi theo năm hướng. Cái hướng thứ nhất là đây, chúng ta về bố về để hướng trực diện. Nếu mà vẽ cái chỗ này nó là như thế này, nó vẽ chỗ này nó là đây là cái về bố về đấy, nó là như thế này. Chưa vào được cái đầu, hồi xưa là lừa một lần vào cái chỗ cái góc này, xong thế là Nga đánh bọc ra cái là coi như bo lại, tức là tiêu diệt luôn cái đám ở bên phía tây bắc này. Nếu mà bạn nào mà theo dõi thường xuyên là các bạn nhớ đấy là cái chỗ đấy rồi. Còn bây giờ thì nó không vào được cái chỗ đầu này thì làm sao mà anh chiếm được cái Vavova. Mà trong khi đó là theo tôi được biết là các chuyên gia Anh Mỹ là coi như là nói thôi, chỗ này thôi thua rồi. Cho nên là bây giờ là đánh nhì nhằng cho nó gọi là cho nó có đánh để cho, tức là để lực lượng Nga nó phải bố trí bố phòng ở đây thôi, chứ còn đánh đấm cái gì. Đấy, cho nên là chỗ này thế có một vài người xuống thì chúng ta thấy mấy cái toán biệt kích trinh sát thì làm cái gì đâu. Thì rút ra thông hào, nếu mà có khi nắm được tần số cái này xin hàng thì chưa chắc là đánh đâu. Còn chỉ có hai cái khu vực phía trên này thì chúng ta biết là cũng là coi như cũng là nhấp nhả cái chỗ Kobani đây, với lại phía tây bắc của Robotyne, nhưng mà hầu hết là đã bị tiêu diệt.
Thì cái khu vực quảng trường này thì hôm qua là cũng tiêu diệt được 55 tên và 5 phương tiện chiến đấu. Đấy, chúng ta thấy là ít cái từ xe tăng và xe bọc thép, bởi vì hình như nó cũng cạn rồi. Đấy, bây giờ người ta dùng là xe chiến đấu, phương tiện chiến đấu, thì trong đấy có thể là cái xe tải, có thể là một cái xe chở quân hoặc là một cái hung vi gì đấy, đại khái như vậy, chứ còn nó không có tăng bọc thép ở đây nữa. Đây quảng trường là nghĩa địa của xe tăng rồi, thì bây giờ cũng chả còn cái nào ở đây nữa. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực dưới Kherson. Như chúng ta biết là cái khu vực này là Nga đánh là từ cái chỗ Berislav là trên này. Đấy, đánh xuống ra tới coi như hạ lưu luôn. Thì tất từ cái chỗ này thì chúng ta biết là nó có cái cù lao, tức là nó có các cái roi đất, cồn đất ở giữa sông rất là nhiều. Thì hiện nay là có các cái lữ đoàn sau đây là họ đang ở các cái cù lao đó, ở trong các cái roi đất đó, tức là lữ đoàn 121, 122, 124 và 126, tức là đây là 4 cái lữ đoàn phòng thủ. Đấy, cái số mà số nhiều đấy là phòng thủ các bạn nha, hoặc là 115, 16, 17, 118 đấy, đấy là 4 cái đấy phòng thủ. Nhưng mà khả năng các cái lữ đoàn đấy nó mất sức chiến đấu rồi, thì bây giờ nó điều 4 cái lữ đoàn này nó cũng lắp ghép vào với nhau, 4 lữ đoàn là hiện nay họ đang tấn công xuống qua các cái khu vực này. Đây, theo tất cả mà của bên Nga người ta vẽ là như thế này đấy các bạn. Tôi đếm mà như thế là khoảng 12 cái mũi tên như vậy. Thì chúng ta cũng đại khái là chúng ta để thể hiện là tất cả toàn tuyến này là họ đang đột nhập qua cái cù lao. Đủ chưa, là 2, 4, 6, 8, 10, đấy, 12. Nói chung là có 12 cái mũi tên xuống. Tôi đếm ở trong cái của bộ quốc phòng Nga này. Hiện nay nó là đang đột nhập như thế này. Và như chúng ta biết cái Nikolaev là nó phía trên này. Đây cái bản đồ thì tôi định vị đây rồi. Nó ở phía trên này là chúng ta biết là nó có 4 cái lữ đoàn tinh nhuệ nhất thủy quân lục chiến 35, 36, 37, 38 tất cả vào đây. Như thế là nếu mà với cái đầu của tôi thôi, tôi chả biết cái ý của cái ông Bộ Quốc phòng Nga hay là của Putin, thì rõ ràng là cái khu vực Kherson và khu vực Crimea nó sẽ là đánh trận cuối cùng. Đấy, trận cuối cùng là chắc chắn thôi. Bởi vì cái nếu mà đánh không có lực đánh, đấy, thời gian thì rõ ràng là tuyết rơi là cũng không thể đánh, tức là thời gian không ủng hộ, người thì không có, tức là thiên thời địa lợi này, nhân hòa là ba cái đều không có. Thiên thì coi như là tuyết rơi, coi như là đất thì là các bạn biết là nhão nhoét, thì không thể là xe tăng với xe, các loại xe có thể là vận hành tốt được. Và cái thứ ba nữa là nhân lực là hết, tất cả dồn hết vào đây là 8 lữ đoàn, 4 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 4 lữ đoàn phòng thủ, thì coi như hết rồi. Còn như tổng động viên thì chúng ta nói từ ban đầu gọi là tổng động viên, như là hù dọa cho nên bảo hay nói cái khác là cũng có thể làm, nhưng mà chỉ có vót vét thôi, chứ lấy đâu ra người mà bây giờ mình kiếm ra là 1 triệu quân với 5.5 triệu quân lấy đâu ra đấy. Bây giờ mà mỗi một tháng bây giờ cả nước đấy là mà coi như là hốt chưa chắc là được 50.000, chứ đừng có nói là đến 500 triệu hoặc là 1 triệu đấy. Cho nên mà chúng ta cứ nghe để chúng ta biết, thì qua đó ý là người ta muốn đánh gần cuối cùng sống mãi ở đây. Rõ ràng là bên Nga người ta phải chuẩn bị tất cả cái phương án này rồi. Đấy. Mà chúng ta biết là bây giờ hiện nay cái vũ khí và khí tài của Ukraine cũng không còn. Bây giờ nếu mà có người ta sẽ đưa cho Israel. Thế chứ không, người ta không đưa đây, bây giờ phải tập trung ở Israel. Bởi vì Israel đây là không phải đánh cái lực lượng Hamas nữa. Đấy, không phải đánh ba mấy cái tiểu đoàn ấy nữa đâu. Mà bây giờ đánh với Hezbollah, đánh với Syria, đánh với quân của Iraq và có thể là Iran tham chiến. Thì rõ ràng là tất cả cái đây là đỉnh của lịch sử rồi, chứ không phải là bây giờ Ukraine bây giờ đang chìm dần vào dĩ vãng, đang đi vào giai đoạn cuối rồi. Mà trong khi đó là cái gọi là đụng độ lịch sử thì nó sẽ là cái chỗ Trung Đông. Đấy, nó sẽ là Trung Đông. Đấy, chính vì thế chứ không phải ngẫu nhiên mà có như khoe cơ bắp mà mang có như là 2 cái tàu sân bay và hàng trăm cái máy bay tới đó. Rồi tất cả các tàu khu trục, rồi tàu hộ tống, rồi tàu tấn công, rồi tàu duyên hải, rồi vân vân, rồi tàu ngầm để đến đấy làm cái gì. Thì rõ ràng cái Ukraine này là chúng ta thấy là rõ ràng là xuống rồi, xuống cả tinh thần, xuống cả vật chất, xuống cả coi như là mọi thứ. Hôm qua chúng ta nói là ông Zelensky tới Odessa, dân Odessa bắt đầu là họ chỉ nó bảo bầu cử thôi, và ông đừng có nói cái chuyện mà chiến tranh cho nên là không bầu cử được, bởi vì bây giờ bầu cử là ông rớt rồi. Mình chắc chắn mà nếu mà đánh xong cái quả này nữa bầu nữa thì lại càng đi nhanh nữa, có khi ông trốn luôn, chứ đừng có nói mà cái chuyện mà ông thắng ở đây.
Cho nên nhiều bạn là cứ thấy là coi như chỗ Adipka là coi như là lui lui đâu mấy cây số, cái là bắt đầu là la toán lên công việc gì phải thế đó, rồi cuối cùng nó cũng phải là chiến thắng đơn giản thế thôi. Chỗ này bây giờ nhiều bạn là cứ bảo là sống tới là coi như ông Putin ông biết hết chứ, bàn cờ ông là bàn cờ lớn, bàn cờ thế giới chứ còn đâu phải cái chỗ này gọi là phọt phẹt này làm gì. Cho nên ông gọi là một tay chơi cờ mà cờ cờ lớn mà võ sĩ nữa, các bạn cũng phải lo. Đấy, còn đồng ý là coi như khi mà có rút chỗ nọ mất người chỗ kia thì thấy cũng lo lắng thì cũng đúng, nó cũng cũng sai, nhưng mà nếu mà lo lắng quá thái quá thì thành ra là bi quan, trong chuẩn bị đánh lớn nhưng mà bi quan thì làm sao được. Cho nên chúng ta thì qua cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bàn cờ ở đây coi như tạm, đây là cờ tạm, mà cờ tạm này là Nga nó đã biết từ trước rồi, bây giờ nó chỉ là bắt đầu nó thực tế, bắt đầu nó đánh đánh con gì đánh ở đâu thôi, chứ là cờ tàn rồi. Và trước khi chết thì chúng ta biết rồi nó sẽ cắn loạn hết rồi. Chỗ này nói chung đánh gọi là ôm đầu máu cũng phải đánh, chết cũng phải đánh. Cho nên là cái chỗ cờ rung là chúng ta đã biết rồi, là sơ tán hết rồi, là tàu bè các thứ là sơ tán hết, cứ bảo trọng cái đã để mà còn đánh lớn, có thể rồi bắt đầu bơi ra địa trung hải là phải có thể là chiến với cái đám kia. Đấy, chứ không phải là ở đây nữa, ở đây thì làm gì tàu bè gì ở đây nữa. Còn cái Odessa thì chúng ta biết rồi, cái dân tại đấy người ta đã nói rồi là sắp về với đất mẹ rồi. Tất nhiên là cũng có những cái người Ukraine, những người chống đối thì người ta cũng không có nói như vậy, nhưng mà hầu hết dân đấy, dân Nga thì nó cũng với lại kể cả dân Ukraine bây giờ nó cũng chán rồi. Bây giờ cứ đánh hoài, ngày nào cũng bom cũng đạn, ngày nào cũng gọi là còi báo động như thế là có những người ta cũng chán rồi. Bây giờ ông nào cũng được, miễn là đừng có đánh nhau nữa. Thì rõ ràng đấy là người quyết định đấy là phải ông Nga, kiếm rằng ông Ukraine quyết định được. Cho nên bây giờ thôi ông nào cũng được, thế nghĩa là làm sao mà cái hòa bình được. Mà thực tế là xưa nay nó cũng Liên Xô chúng nó với Nga nó là một, chứ bây giờ tự nhiên cái tách ra tự nhiên là thành kẻ thù nữa, thì nó là do quý vị chứ không phải là do chúng tôi. Ý thế thôi, cái bản tin hôm nay cũng ngắn thôi, tôi cũng theo ý các bạn là 15-20 phút gì đấy, tầm đấy, để cho chúng ta dễ theo dõi. Thì có cái gì mới thì tôi cứ báo trao đổi với nhau thế thôi, còn nếu mà có cái gì mới mà nó nổi trội và âm ung hoàng là tôi sẽ có một cái tức là kịp thời, chứ còn nếu mà nó như thế này thì tôi cũng xin chấm dứt ở đây. Chúc các bạn vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.